Kênh YouTube của mình, video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn tô màu sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Đi nhảy, đi học như đây, bỏ bò. Đi này, đi học như bò. Đầu bò, học như bò. Tiếp chú cầm gậy chú bò nhé. Nhé. Tí đọc sai không chú bỏ nhé. Đúng rồi, đọc sai là đánh nhá. Biết chữ là đánh. Nó đọc sai đánh cho nó cái. Nhé. Được không? Đâu. Bật điện lên. Không. Mình học ấy. Không, mình học thế à? Học nói mà, đúng rồi. Thôi. Bật điện lên. Bạn kia chỉ cái nào đọc cái đấy, đọc viết ra giấy. Không được đọc, đọc vẹt. Bố kia mà đi. Đọc sai. Đâu rồi mày đã, mày đâu ý. Học đi. Mình tìm gì đây? Hả? À. Lên học nhanh lên. Tao phô bố kia này mày. Cầm nghe gậy quật cho cái. Học thì dốt. Cứ ăn. Được. Cầm cái gậy quật kia mõm. Ai. Quật nó phát. Nhanh, mày kinh. Mày nói con lên. Đây. Thằng ơi. Thằng này mày ra châu ra bò à? Học đi. Tí đừng. Tí ra học bài xong chú mua xúc xích cho. Nhanh đi. Mua một túi luôn. Vậy là mình ra tô màu xong các bạn ạ. Tí đừng này, đứa nào khóc cả. Đi khóc với ai khóc. Đi bu nhẹ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn ạ. Đi bú nhẹ, ui dồi, lớn đâu khóc. Không được. Tí ơi tí, chú mang cái cần cầu về nhé. Chú mang đi bán lấy tiền mua xúc xích cho kia. Ok được. Không? No. Ok luôn. Ok gì? Chú lấy đặt rồi. Hay chú lấy cái điện thoại này, chú mang đi bán nhé. Không. Chú mang đặt chú đi bán luôn. Mang điện thoại này rồi. Mang điện thoại này mà. Đó không phải điện thoại chú lấy đâu, điện thoại đang quay mà. Đây không phải. Điện thoại quay mà. Học đi, ra thì đớp à. Mày ăn, mày học, mày chết mẹ này. Học cái mẹ này. Học đi. Không cho bạn gái à, cho bạn ấy nhìn gì. Xuống điểm đi. Ăn hết mẹ là gặp cho. Có bữa có sống nè đây cũng được rồi. Sống nè lông rong như chú công rồi. Ta cái. Ra nhúng phân nữa. Đây. Ta đang làm ít video quá chưa được chỉ tiêu. Ra đi, ta có 28 giờ cái điện bài này. Nó quay cả lên thì lại cho à? Không thể mua cái gì được. Mua 5 cái luôn ăn nó bị chứt đá mồm. Chú lấy cần cầu bán cho mua anh mình nhé. Mẹ tem đầy mỡ sờ vào đây. Lẹo. Tè thì tè bút cứt. Đi đâu? Hôm qua vui không? Vậy là mình đã tô màu xong. Nếu bạn hay cho mình xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Hôm qua vui không? Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn
tô màu sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Vui. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Đi đây thầy cái đầu loại lấy cho chúng cái đây nha đi. Cái đây. Trong nhà bóng. Để cho đây. Đâu để chú ra chú lấy. Đúng rồi, ra lấy. Vậy là mình đã tô màu xong rồi. Quên. Đã biết ra rồi đây. Biết ra rồi đây, học đi. Chú ý vào. Vậy là mình đã tô màu to nha các bạn nha. Hết cái gì? Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha. Gãy rồi, mày cứ thích trèo. Gãy rồi, mạnh. Chuyển khoản đi, tiền mặt rồi. Chuyển khoản đi, tiền mặt. Chuyển chuyển luôn đi. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube.